Dạ xin chào cô chú anh chị, hôm nay em xin giao lưu một lô phôi sam hương nha cô chú. Hôm nay em bán một cặp là đồng giá là 500.000 em bao ship ạ. Mấy cái sam hương này trồng trong chậu từ nhỏ đến lớn đó, nên cái chậu rễ cám rất là nhiều, cây dễ trồng dễ sống lắm nha cô chú. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160 355 hoặc nhắn Zalo em số này luôn. Cặp đầu tiên này có mã số là 30 ạ. Cặp số 30 ạ. Em đo hoành đế của cây này là 22 nha cô chú. Cây này tổng hoành đế đây là 35. Hoành thân cây này là 18. Hoành thân em đo cây này là 13. Chiều dài em đo đại diện cây thôi nha cô chú. Chiều dài của nó là 35. Đường kính bầu là 17. Rồi cặp mã số 30. Cặp này em xin giao lưu là 500.000 em bao ship ạ. Cặp số 30 ạ. Rồi cặp số 31. Hoành cái đế cây này là 26. Cây này là 28. Thân cây này là 13. Thân cây này là 13 luôn. Chiều dài là 39. Cặp sam hương mã số 31, 500.000 em bao ship luôn. Cặp số 31 ạ. Rồi cặp số 32. Hoành đế cây này là 31. Cây này là 33. Thân nó là 19. Thân cây này thì cũng 19 luôn. Mấy cây này tương đương với nhau thôi cô chú. Chiều dài nó là 35. Rồi cặp mã số 32, 500.000 em bao ship. Cặp mã số 32. Cặp 33. Hoành em đo ở đây là 21. Cái này hoành đế của nó là 29. Còn cái hoành thân ở chỗ này là 11. Chiều dài là 35. Cây này nó 22 thôi. Cặp mã số 33, 500.000 em bao ship luôn. Rồi cặp số 34. Hoành đế cây này là 30 ạ. Rồi đế cây này là 34. Thân là 12. Thân cây này cũng 12 luôn ạ. Chiều dài là 35. Rồi cặp mã số 34 cũng 500.000 luôn ạ. À. 35. Rồi em đo hoành ở đây cô chú là 23. Cái thân chỗ này, chỗ này là 14. Ở ngoài đây thì nó nhỏ thôi nha cô chú. Hoành đế cái này là 27. Thân ngay đây nha cô chú là 16. Chiều dài của nó là 32. Cặp mã số 35. Cặp này 500.000 luôn ạ. Cặp mã số 35. Cặp 36. Hoành đế cái cây này là 37. Hoành đế cây này là 25. Thân ở đây là 16. Cây này là 16 luôn. Chiều dài là 35. Cặp mã số 36, cặp này 500.000 luôn ạ. À. Mã số 36. Rồi cặp 37. Rồi đế của nó là 22. Cái thân em đo ngoài đây là 11. Cái đế cây này là 30 ạ. Thân ở đây là 13. Chiều dài cây này là 30 ạ. Cặp 37 500.000 luôn ạ. Cặp số 37. Cặp số 38. Rồi đế cây này là 31. Đế cây này là 25. Thân ở đây là 16. Thân cái này là 15. Cái này cao là 35. Cái này thì 30. Rồi cặp mã số 38 500.000 luôn ạ. Cặp số 38. Cặp 39. Cặp 39 cũng là cặp cuối cùng của clip luôn. Hoành đế cây này là 37. Hoành thân là 14. Thước cây nó mờ con không rõ. Hoành thân cây này, ủa hoành đế là 30. Thân ở đây là 21. Chiều dài là 38. Rồi cặp mã số 39 em xin giao lưu là 500.000 em bao ship. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem, mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160 355. Dạ em xin chào.